Hội thứ năm, phẩm thiện hiện. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ngự ở đỉnh núi Thiếu Phong thuộc thành Vương Xá, cùng chúng đại bí xô 12.000 người đều là bậc A-la-hán, cụ thọ thiện hiện, xá lợi từ, vân vân làm thượng thủ, ngoại trừ hiền giả A-nan-đà còn ở bậc hữu học, lại có vô lượng vô số đại Bồ Tát đắc vô ngại biện, Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Diệu Cát Tường vân vân làm thượng thủ. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo thiện hiện: Thầy hãy dùng biện tài tuyên thuyết chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát, để cho các chúng đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được thành tựu. Khi ấy Xá Lợi Tử nghĩ: Cụ thọ thiện hiện do tự lực của mình tuyên thuyết chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng đại Bồ Tát, hay là nhờ năng lực oai thần của Như Lai để thuyết? Ngài thiện hiện biết được ý nghĩ của Ngài Xá Lợi Tử nên thưa: Những lời chỉ dạy của đệ tử Phật đều là nhờ vào năng lực oai thần của Như Lai. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì chư Phật giảng thuyết pháp yếu cho các đệ tử y theo lời Phật dạy tinh tấn tu học cho đến lúc chứng được tánh thật của các pháp, chứng xong chỉ dạy lại cho người khác. Nếu không trái với tánh thật của các pháp thì đó là nhờ oai thần của Như Lai, cũng là sự chứng nhập dòng pháp tánh bình đẳng. Thế nên việc tôi sẽ chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát đều là nhờ năng lực oai thần của Như Lai. Thiện hiện bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn dạy con chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được thành tựu. Kính bạch Thế Tôn, nói các Bồ Tát là khái niệm về pháp nào để gọi là Bồ Tát? Kính bạch Thế Tôn, vì con chẳng thấy có pháp nào được gọi là Đại Bồ Tát, cũng chẳng thấy có pháp nào được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kính bạch Thế Tôn, con chẳng thấy chẳng đắc Bồ Tát và Pháp Bồ Tát, cũng chẳng thấy chẳng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì làm sao bảo con chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng Đại Bồ Tát? Kính bạch Thế Tôn, con dạy những Đại Bồ Tát nào tu hành những Bát Nhã Ba La Mật Đa gì để cho mau được thành tựu? Kính bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nào nghe thuyết những lời này, tâm không chìm đắm, cũng không thối lui, không kinh, không sợ, y như lời dạy mà an trụ, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Đại Bồ Tát đó đáng được chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa để cho mau thành tựu. Vì nếu không có sự chấp trước thì chính đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên học như vậy, học rằng không nên chấp đắm tâm Bồ Tát này. Vì sao? Vì tâm này chẳng phải tâm, vì bản tánh thanh tịnh vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện: Tâm này chẳng phải tâm tánh phải không? Thiện hiện hỏi lại Xá Lợi Tử: Tâm chẳng phải tâm tánh, hoặc có hoặc không là có thể đắc phải không? Xá Lợi Tử thưa: Thưa không, thiện hiện. Thiện hiện lại bảo: Này Xá Lợi Tử, tâm chẳng phải tâm tánh, hoặc có hoặc không, và đã không thể đắc. Như vậy thì làm sao có thể hỏi tâm này chẳng phải là tâm tánh phải không? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện: Những gì gọi là tâm chẳng phải tâm tánh? Thiện hiện đáp: Nếu không hư hoại cũng không sai khác thì chính đó gọi là tâm chẳng phải tâm tánh. Xá Lợi Tử khen thiện hiện: Lành thay, lành thay, đúng như lời thầy nói. Phật dạy, thầy là người trụ định vô chánh cùng tột hàng đầu. Thật đúng như lời thánh dạy, nếu Đại Bồ Tát nào nghe thuyết lời này, tâm không chìm đắm, cũng không thối lui, chẳng kinh chẳng sợ, y như lời dạy mà an trụ, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Đại Bồ Tát này đã được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát nào quán sát tâm chẳng phải tâm tánh như thế, thì Đại Bồ Tát này chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các hữu tình nào muốn siêng tu học, hoặc địa vị thanh văn, hoặc địa vị độc giác, hoặc địa vị Bồ Tát, thì thường nên lắng nghe thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa cho thông suốt hoàn toàn, và đúng như lời dạy mà tu hành. Vì sao? Vì trong giáo nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, giảng thuyết rộng rãi về tất cả pháp cần nên học, các đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì ở nơi nào cũng đều được thiện xảo. Khi ấy thiện hiện bạch Phật:
Kính bạch Thế Tôn, tâm Bồ Tát con không biết cũng không đắc. Chúng Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa con cũng đều không thấy, có thật sự nào có thể đắc? Thì làm sao bảo con tuyên thuyết chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng Đại Bồ Tát? Kính bạch Thế Tôn, con quan sát tất cả hoặc sanh hoặc diệt hoặc nhiễm hoặc tịnh, hoàn toàn bất khả đắc. Nhưng trong đó nói có danh tự Bồ Tát và Bát Nhã vân vân, nên có sự nghi ngờ. Kính bạch Thế Tôn, tên Bồ Tát vân vân hoàn toàn không xác định, cũng không có chỗ ở. Vì sao? Vì tên Bồ Tát vân vân hoàn toàn không sở hữu và pháp không sở hữu thì không định, không trụ. Nếu Đại Bồ Tát nào nghe thuyết việc này, tâm không chìm đắm, cũng không thối lui, không kinh, không sợ, thì nên biết Đại Bồ Tát này chắc chắn an trụ địa vị bất thối chuyển, dùng vô sở trụ để làm phương tiện trụ không chỗ trụ. Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nên trụ sắc, cũng không nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì nếu trụ sắc thì hành theo sắc, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu trụ thọ tưởng hành thức thì hành theo thọ tưởng hành thức, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì chẳng phải người thực hành có thể giữ gìn được Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu không thể giữ gìn được Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Nếu chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí thì chẳng thể làm lợi ích cho các hữu tình. Vì sao? Vì sắc không thể hộ trì, thọ tưởng hành thức cũng không thể hộ trì, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không thể hộ trì. Sắc không thể hộ trì nên chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức cũng không thể hộ trì nên chẳng phải là thọ tưởng hành thức, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không thể hộ trì nên chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các Đại Bồ Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Nếu người nào học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy thì gọi đó là Bồ Tát không có sự hộ trì trong vòng Tam Ma Địa, tài sản nhiều vô lượng vô số, chẳng bị tất cả thanh văn độc giác chiếm đoạt, cũng chẳng hộ trì trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí này chẳng phải thủ tướng tu. Người đắc các tướng thủ đều là phiền não. Nếu người nào thủ tướng tu đắc trí nhất thiết trí thì Phạm Chí Thắng Quân chẳng nên tin hiểu trí nhất thiết trí. Phạm Chí Thắng Quân này tuy nhờ năng lực tin hiểu mà quy hướng Phật Pháp gọi là tùy tín hành, nhưng có thể dùng phần ít trí quan sát tánh tất cả Pháp là không để ngộ nhập trí nhất thiết trí. Ngộ nhập xong, không thủ tướng sắc, cũng không thủ tướng thọ tưởng hành thức, không bằng sự ưa thích quán thấy trí này, không bằng sự được nghe quán thấy trí này, không bằng sắc trong quán thấy trí này, không bằng sắc ngoài quán thấy trí này, không bằng sắc trong ngoài quán thấy trí này, cũng không lìa sắc quán thấy trí này, không bằng thọ tưởng hành thức bên trong quán thấy trí này, không bằng thọ tưởng hành thức bên ngoài quán thấy trí này, không bằng thọ tưởng hành thức trong ngoài quán thấy trí này, cũng không lìa thọ tưởng hành thức quán thấy trí này. Phạm Chí Thắng Quân bằng các môn ly tướng vân vân như vậy nên càng tin hiểu trí nhất thiết trí, gọi đó là tùy tiến hành, hoàn toàn không thủ trước tất cả pháp. Phạm Chí bằng môn ly tướng như vậy tin hiểu trí nhất thiết trí xong, hoàn toàn không thủ tướng tất cả pháp, cũng không tư duy các pháp vô tướng. Phạm Chí này do năng lực nắm vững tất cả pháp nên không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Khi ấy Phạm Chí Thắng Quân đối với việc tin hiểu của mình cho đến niết bàn cũng không chấp thủ đắm trước, bằng tánh pháp chân thật để định lượng vậy. Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không giữ gìn sắc, cũng không giữ gìn thọ tưởng hành thức. Tuy không có sự hộ trì các pháp nhưng vẫn chưa viên mãn 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng vân vân, thì hoàn toàn không giữa đường nhập bát niết bàn. Nên biết, các Đại Bồ Tát này bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mặc dù không chấp thủ đắm trước, nhưng có thể thành tựu trí nhất thiết trí, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên quán như vậy.
sao gọi là bát nhã ba la mật đa, cái gì là bát nhã ba la mật đa, hay là pháp không sở hữu bất khả đắc là bát nhã ba la mật đa ư? Trong không sở hữu, không kia, không đây, thì lại thuộc vào chỗ nào? Kính bạch Thế Tôn, nếu khi Đại Bồ Tát quan sát kỹ việc như thế, tâm không chìm đắm, cũng không thối lui, không kinh, không sợ, thì nên biết Đại Bồ Tát này không lìa bát nhã ba la mật đa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vì nhân duyên gì sắc lìa tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tánh thọ tưởng hành thức, bát nhã ba la mật đa lìa tánh bát nhã ba la mật đa, nhưng lại nói Đại Bồ Tát không lìa bát nhã ba la mật đa? Thiện Hiện đáp, đúng như vậy, đúng như vậy, sắc lìa tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tánh thọ tưởng hành thức, bát nhã ba la mật đa lìa tánh bát nhã ba la mật đa, tướng các pháp như vậy cũng lìa tánh, tánh cũng lìa tướng, tướng cũng lìa tướng, tánh cũng lìa tánh, vì tướng và đối tượng tướng hoàn toàn bất khả đắc. Nếu Đại Bồ Tát hiểu biết đúng đắn vẻ nghĩa như thế thì chẳng lìa bát nhã ba la mật đa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát học pháp học này thì mau có thể thành tựu trí nhất thiết trí phải không? Thiện Hiện thưa, đúng như vậy, đúng như vậy, nếu Đại Bồ Tát nào học pháp học này thì mau thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp không sanh diệt vậy. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có thể thực hành như vậy thì chính là gần kề trí nhất thiết trí. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nếu hành sắc là hành tướng, nếu hành sanh của sắc là hành tướng, nếu hành hoại của sắc là hành tướng, nếu hành diệt của sắc là hành tướng, nếu hành không của sắc là hành tướng, nếu bảo ta hành là hành có sở đắc, nếu hành thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành sanh của thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành hoại của thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành diệt của thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành không của thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu bảo ta có thể hành là hành có sở đắc. Nếu Đại Bồ Tát nghĩ thế này, ta là Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa thì đó là hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, người có thể hành như vậy là tu hành bát nhã ba la mật đa cũng là hành tướng, thì nên biết Đại Bồ Tát này không có phương tiện thiện xảo. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vậy các Đại Bồ Tát nên hành như thế nào mới gọi là hành bát nhã ba la mật đa? Thiện Hiện thưa, các Đại Bồ Tát nếu không hành sắc, không hành tướng của sắc, không hành sanh của sắc, không hành hoại của sắc, không hành diệt của sắc, không hành không của sắc, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Các Đại Bồ Tát nếu không hành thọ tưởng hành thức, không hành tướng của thọ tưởng hành thức, không hành sanh của thọ tưởng hành thức, không hành hoại của thọ tưởng hành thức, không hành diệt của thọ tưởng hành thức, không hành không của thọ tưởng hành thức, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát không chấp thủ hành, không chấp thủ không hành, không chấp thủ vừa hành vừa không hành, không chấp thủ không phải hành, không phải không hành, đối với không chấp thủ cũng không chấp thủ, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp đều không thể chấp thủ, không thể tùy hành, không thể chấp thọ, vì lìa tánh tướng vậy. Như vậy gọi là các Đại Bồ Tát ngay trong vô sanh định luân của tất cả các pháp, phát sanh tài sản vô lượng vô số, không chung cùng với tất cả tinh văn độc giác. Nếu Đại Bồ Tát nào an trụ định này, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy Thiện Hiện nương thần lực của Phật bảo Đại Đức Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát nào tuy an trụ định này nhưng không thấy định này, cũng không đắm trước định này, cũng không nghĩ rằng ta đã nhập định này, đang nhập định này, sẽ nhập định này, người kia tư duy phân biệt như vậy và nhờ năng lực định này nên không khỏi lên tất cả, thì biết người này đã được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký